Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục bị bế lên truyền hình Quốc hội và Đài Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao ra thông báo mới. Bản tin Hà Nội 18 giờ mới đây đã lên sóng trên kênh Hà Nội 1, H1 với chủ đề Vụ Hoa hậu Ý Nhi phê phán người nổi tiếng cần sự nhân văn. Bản tin mở đầu bằng việc trích dẫn lại các phát ngôn gây xôn xao của tân Miss World Việt Nam 2023. Theo biên tập viên Thanh Vân, đây là nội dung đã gây bão mạng xã hội và các phương tiện truyền thông thời gian gần đây. Biên tập viên Thu Trang nhận định cô cảm thấy Ý Nhi chưa khéo léo trong việc ứng xử. Nữ biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bày tỏ thái độ cảm thông khi cho rằng nàng hậu ở lứa tuổi 21 nên khá hồn nhiên và muốn khẳng định cái tôi nhiều hơn. Lâu nay, đi kèm với sức nặng của vương miện hoa hậu bao giờ cũng là sự kỳ vọng của cộng đồng không chỉ về nhan sắc mà còn cả về vẻ đẹp, trí tuệ, tâm hồn và cách hành xử của người đăng quang. Đồng thời bản tin cũng điểm lại loạt phát ngôn kém duyên từng gây xôn xao của các hoa hậu Phạm Hương, Lê Âu Ngân Anh, Kỳ Duyên, Á hậu Đào Thị Hiền, siêu mẫu Xuân Lan. Hai biên tập viên nhà đài chia sẻ, trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc người nổi tiếng không kiểm soát được hành vi cũng như lời ăn tiếng nói sẽ phải đối diện với sự lên án từ cộng đồng. Sẽ không có gì để nói nếu như các ý kiến trái chiều được đưa ra là các ý kiến phê phán có căn cứ và mang tính xây dựng. Đây sẽ là những phản hồi để người nổi tiếng tự nhìn nhận lại mình, rút ra bài học và thay đổi bản thân trở nên tốt hơn, biên tập viên Thu Trang nêu ý kiến. Tuy nhiên, bản tin chỉ ra các anti-fan của Hoa hậu Ý Nhi đã vượt qua giới hạn văn minh khi không ngừng đưa ra những lời bình luận công kích, bôi nhọ, xúc phạm đối tượng bằng những lời lẽ khiếm nhã. Không chỉ vậy, họ còn vào trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới để lại ý kiến chê bai Ý Nhi, đòi tước danh hiệu của nàng hậu. Hành vi quá khích này đã thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế. Nhiều tài khoản bày tỏ sự thất vọng với lối hành xử thiếu suy nghĩ, kém văn minh của một bộ phận khán giả Việt, từ đó làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt ban tổ chức của Hoa hậu Thế giới nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung. Biên tập viên Thanh Vân dẫn lời. Theo bản tin Hà Nội 18 giờ, hiện tại các hội nhóm anti đang hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội, họ thi nhau nói xấu, chế ảnh, thậm chí vào cả fanpage của các nhãn hàng để kêu gọi tẩy chay đối tượng. Biên tập viên Thu Trang cho biết, điều này có mặt tốt là nhắc nhở người nổi tiếng thận trọng hơn trong cách giữ lời ăn tiếng nói, hành vi chuẩn mực cả ở đời thường lẫn mạng xã hội. Tuy nhiên vẫn tồn tại mặt trái là anti fan ngày càng lộng ngôn, có những hành động đáng chỉ trích như công kích người thân của đối tượng. Bản tin lấy ví dụ về việc bố của Hoa hậu Ý Nhi hàng ngày phải nhận nhiều tin nhắn khiếm nhã chửi gia đình, đây là những hành vi đi quá giới hạn cần phê phán. Biên tập viên nhà đài khẳng định, bản tin cũng phỏng vấn nhiều người dân xoay quanh chủ đề này. Các ý kiến đều đồng tình với việc nên bao dung cho Ý Nhi một cơ hội sửa sai, đừng chỉ nhìn vào lỗi lầm của cô ấy. Việc phê phán điều gì và phê phán như thế nào của công chúng cũng nên xuất phát từ tinh thần xây dựng, nhân văn, bản tin chốt lại trước khi kết thúc. Sau khi chương trình phát sóng, dân mạng cũng để lại nhiều bình luận trên mạng xã hội. Bản tin nói đúng quá, nhiều anti-fan cũng rảnh thật, còn tổ chức gặp mặt để nói xấu nữa cơ. Để người khác có cái nhìn thiện cảm và bao dung hơn, trước hết là cần sự chân thành xin lỗi và biết cách sửa sai. Đây không phải là lần đầu một nàng hậu vạ miệng, vì thế tôi mong rằng ban tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cần có trách nhiệm hơn trong việc quản lý hình ảnh, phát ngôn của Hoa hậu. Ngoài đài truyền hình Việt Nam, vụ lùm xùm phát ngôn của Ý Nhi mới đây cũng được truyền hình Quốc hội cho lên sóng. Cụ thể, xuất hiện trên truyền hình Quốc hội, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội khóa 14 cho biết, trong sự việc lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi gần đây, sự thiếu tế nhị, nông cạn của cô cũng có một phần trách nhiệm của xã hội, gia đình, ban tổ chức. Trước đó trả lời báo chí, nhà văn Nguyễn Quang Thiểu, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng có suy nghĩ tương tự. Ông cho rằng Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó, cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi. Ở một diễn biến khác, liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi thời gian vừa qua, sáng mùng 7 tháng 8, theo Người Lao động, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đang tiến hành làm việc với Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, gọi tắt là Công ty Sen Vàng, đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cũng theo nguồn tin, các bộ phận chuyên môn của Sở Văn hóa Thể thao hiện đang nghiên cứu thêm các quy định của pháp luật liên quan, qua đó đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định hướng xử lý vụ việc.